Đâu? Cành... Nhưng bây giờ mang sao về Hà Nội được? Bó rồi không? Bó à, được. Bó đi ô tô to sao đây được? Trong... Không được đâu. Xe con hay là ô tô? Ô tô. Ô tô 45 chỗ làm sao cho được? À, không thì đồ gửi xe. Gửi cho xe khách được rồi. Xe khách còn nhiều quen nữa mà gửi. Làm gì phải quen nhà xe được. Ừ. Anh bán cho mày ra anh quen này. Lên trên này mà xem được. Là mình trồng chỉ để lấy ấy thôi. À, anh ạ, anh là chủ của bãi này luôn đúng không? Vâng. Nhà khoảng bao rộng không? 2 hecta bao nhiêu? Có một mảnh tư cái hoa cải này đó. À, cải đó. Đây, toàn bộ hoa cải là của nhà người chủ ở đây. Đây là thuộc gì anh nhỉ? Vân Hồ à? Đây thuộc về huyện Vân Hồ. Huyện Vân Hồ luôn à? À. Trên kia là đường cao tốc rất thuận tiện. Anh em nào đi qua Sơn La rồi cái dừng chân vào mùa này tháng 1 à, đi ở ngoài kia thì rất là nhiều mai với đào mận nhưng mà trong này thì toàn bộ là cải và người dân cho biết người ta trồng để thu để chủ yếu là khử sụ khách du lịch toàn bộ hoa ở đây khách du lịch và người không ăn thực ra là không ăn hết nhưng tóm lại mà cũng không ăn ở đây không ăn ăn cái cải này. Và khi là hoa tàn thì là cho lợn đó. Bây giờ sẽ đi vào thăm cái vườn đào mà anh ấy cũng bán. Anh ấy hoa cải này một năm có mấy vụ? Quanh năm luôn à? À, rồi. Cái này là quanh năm luôn. Được rồi. Quanh năm rồi. Đâu? À có lợn, đây là lợn à. Không chui vào được. Tôi được. Đây đi. Đây đi trên này, đây. Con lợn rất là to. Lợn này lợn gì đây? Đây là vườn đào đây. Đây có những cây đào rất là to này, gốc to như cây nhãn này. Khiếp không? Em đứng vào nào, em đứng vào để xem người to to với gốc to chưa? Ừ. Bao nhiêu năm anh? Dạ. Cái cây này bao nhiêu năm? Gần 40 năm rồi. 40 năm rồi, cái cây to bằng thân bằng hơn cây người. Như một cây nhãn. Em là chiêm ngưỡng. Cây ở đằng sau nhà nữa. Rồi thế cơ. 50 năm rồi. 50 năm rồi, cái đào 50 năm. Khủng khiếp luôn. Ok. Cái bó thì lấy cái chùm chùm nó tròn tròn như thế này này. Thì mới à. Bó được này. À. Cái này thì mới đẹp thôi. Cái này đi. Vâng. Cái này thì bó ra nó gọn. Ờ bó vào cũng được, sợ xem làm việc nhà xe xem nhà. Được, cái này được. Ừ. Cái cây này cũng 35 nhưng mà gốc to này, đúng không? Cái này được 25. Bây giờ thí dụ em mới mua cái cành mà anh chặt đến kia thì được khoảng bao tiền anh? Chặt đến có cái đấy chỗ đẹp đẹp rồi, đẹp đẹp rồi, ở chỗ cắm. Cái này là thường trên này là bán 1 triệu. À, 1 triệu rồi đấy. Vâng. Triệu. Nụ có nhiều. Nụ nhiều đấy. Nhìn nhiều đấy. Này, nhưng mà nhìn này cảm giác có nhiều lá. Không, cái trắng 1 triệu một cành như này. Không phải lá đây. Tính sơ sơ cái vườn nhà anh này thì có lên đến 100 triệu. Sơ sơ cái vườn này thôi, còn vườn sau nữa. Đúng không? Nếu mà cứ chặt thì cứ 1 triệu một cành thì chỗ này anh bán khối tiền. Nhưng 30 năm mà nó mới ra được cái chỗ đấy ấy nhỉ? Anh nhỉ? Cái đâu đúng cái cành mà chỗ đấy thì phải bao lâu ấy nhỉ? Thì nó phải vài năm nó mới ra được. Đằng sau là có à? Đằng sau có cây già nhưng mà có hai cây nhưng mà đổ hết rồi, còn đúng một cây thôi. Còn một cây rồi. Sao lại bị đổ? Sao lại bị đổ? Bão à? Nó khô hết rồi nên nó tự nó dễ. Nó đổ. Không ấy, không trồng lại được cái. Có trồng được đấy. Ờ, chứ phải trồng lên chứ, nhỏ quý. Cây già kia nó đổ hết rồi thì bây giờ lại trồng cái cây non rồi. Này, vườn đào tuyệt vời luôn. Nhà này nam ở nhà này còn xấu nữa. Xe xịn nhà ngay mà anh nhỏ xấu nhà toàn gỗ đẹp này. Cuộc sống như này mới thích. Một cái cây gỗ rất là to gốc. Đất này rẻ, đất đất chắc rẻ.
rẻ mà. Cái mảnh đất anh đang dùng để trồng cải kia là khoảng bao nhiêu tiền? Cả cái mảnh đi trồng cải đấy. Chưa bán bao giờ, không biết đâu. Đây sắn, đây sắn mới làm ngon này, sắn này. Đây chính là quả bầu rồi. À. Quả này quả Tết là quả gì nhỉ? Quên mất. Quả bầu. Quả bầu à. Cái này ăn không mà hình như đâu. Cái cây kia thì quả sống. Đâu anh? Đây à? Cái cây này nhưng mà nó chết rồi. 50 năm cái gốc to này à? Vâng. Ây da. Thời các cụ phí nhỉ, chết phí nhỉ. Đây cây này cũng chết rồi này. Cây này gờ cây này chết đấy. Cụ đấy đúng không? Vâng. Cái này mục luôn rồi. Cái này thì làm củi rồi, không sống nữa. 50 năm rồi. Đây là này. Có quả đây. Có quả đào đây này. Cái này rất nhiều quả. Cây đào phát. Rất nhiều quả đây. Đây đẹp nhỉ. Rất nhiều quả. Quả viên nụ. Quả nụ. Nhưng mà có ô tô đấy, mình nhà rộng đấy, mình mua cái cây như cái cây kia kìa. Đâu? Đúng là về Tết là vừa. Đâu cây nào? Đấy, cái cây đang bây giờ đấy, cành nó đẹp. Đây à? Đấy. Đây đó hả? Cái này nếu anh đọc cho em cái số điện thoại của anh ấy. Đọc luôn. 0088 088 602 602 6021 6021. Rồi, anh tên gì ạ? Tên Tổng, Mùa A Tổng. Mùa A Tổng. Mùa A Tổng. Rồi có gì để em gọi em nhờ người xem như nào trời Hà Nội. Cái này to có đẹp, cây này đây. Cây này là đẹp, có cây đẹp. Cành kia mấy cành này là được 5 cành đẹp. Năm cành đấy, được. Bây giờ xem là anh em nào thích cành nào chặt cành đấy nhá. Ra nhiều lắm. Đây, cái thế đây. Đây. Xem là chặt cái nào. Đấy. Đấy, cành đấy đúng không? Được một cành đấy. Cái cành đấy như một cái cành đây, em đang nhỏ đây. Cái đấy đấy thì chặt ra phải khoảng bao tiền anh? Đấy, được rồi. Cái cành đứng kia là cái đấy thì đắt rồi đúng không? Vâng. Đấy chắc đắt đấy. Cái đấy phải từ 2 triệu trở lên. Rồi ok. Cái cành kia đẹp nhất đây, nó tán ra hơi đây. Này đúng không? Nếu mà đúng ra thì cái cành trên mấy cái cành này, mấy cái cành thất này mới đẹp được. Theo kinh nghiệm của anh là sau bao nhiêu năm thì nó ra được cái cành to như thế nếu mà chặt đi? Cái này á? Vâng. Nếu mà chặt đi. Nếu mà chặt đi rồi thì sau bao nhiêu lâu? Là không lên được nữa rồi. Không lên được nữa thì nó ra cái nhánh khác à? Vâng. Lấy đào cái gốc vứt là củi xong thì mình lại trồng cái cây nhỏ lên. Không, ý em nói là bây giờ như một cái cây như này đúng không? Vâng. Mình chặt một cái chỗ đấy đi. Vâng. Thì là coi như là không lên được cành. Không mọc lên được nữa. Không mọc lên được. Vâng, không lên được. Thì cái cây đấy, cái cây này bây giờ chỉ bán cành được thôi, đúng không? Bán cành thôi. Chứ không ra được. Vâng. Còn đâu nếu mình muốn trồng một cây khác thì mình phải dâm cho chỗ khác. Vâng. Đấy, chặt cái cành đi mình dâm xuống, đúng không? Dâm được không? Đúng không? Chắc là dâm được. Chỉ lấy cái hạt ưa lại thôi. Cái này nếu mà mình chặt hết cái ngọn xong là bán hoa xong là chỉ có là bỏ đi thôi. Làm củi thôi. Vâng. Phí nhỉ? Vâng. Cũng phí đấy. Nhưng mà trồng bán hoa còn được hơn là bán quả đúng không anh? Quả vẫn được mà hoa vẫn được. Nhưng mà quả nó được phần ít. Vâng. Thế thì bao nhiêu năm một cái cây như này ra? Nếu mà từ lúc gieo chục năm không? Năm. 5 năm. 15 năm. 15 năm mấy cái cây này. Đấy. Tính ra là 15 năm mà tính ra là 1 ngày 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 cành gì đây. Thì cái cây này sơ nó khoảng tầm mười mấy triệu đúng không? Đúng không? Nếu mà ông nào chơi cả cây về mười mấy triệu thì ông chặt ra ông chia. Mà đào cái gốc xong rồi để một cúng đất mang về trồng cũng được. Trồng cũng được. Hoặc là ông cưa đi xong ông về ông chia các cành. Thì cây này anh bán khoảng hơn chục triệu đúng không? Đánh quanh thế đúng không? Chưa chính xác lắm nhưng lại vậy. Em đứng vào đây kia này, em đứng vào gốc cây cho anh này, để xem cái to, độ to của nó như nào, hình dung. Rồi, có cái gốc nó có thân gần thân bằng thân người luôn. Đó, cái cành này rất nhiều cành, rồi. Cái đào này có tên là dào gì không anh? Cái nào chỉ? Tên là đào, mà, gọi là đào mèo, đào mông ấy. Màu mèo mông, à. Ừ. Nguyên bản của nó. Đào mông. Còn cái cây này thì ra hoa rồi, đào phát à? Vâng. Đào phát. Và phát này là rất là có quả hết rồi. Hoa này. Có làm nào mà ấy được nhỉ? Nhà xe nào nhỉ? Có, đây là thường là có xe ô tô chở, xe ô tô đi đấy. Xe tải cơ. Xe tải ấy. Xong bắt đầu mình kết hợp rồi.